Thôi nhìn ra ai không nè, nhìn ra ai không? Nhìn có ra ai không? Nhưng mà chỉ coi phim nên không nhận ra. Thấy có quen quen chút xíu nào không? Ni Hao. Em tên gì? Em tên là Lan. Còn em? Em tên là Ly. Em qua đây bao lâu rồi? Em qua đây được 4 năm rồi. Được 4 năm rồi. Vâng. Tức là em qua để giúp cho bác ở đây thôi. Vâng, vâng. Dạ. Vâng. Làm sao em biết để em qua đây em giúp? Dạ, vì chỉ có công ty môi giới để dẫn dắt em sang đây thôi. À hả. Công ty môi giới. Và để sang đây được 4 năm thì tất nhiên là cuộc sống ở đây cũng kiểu dễ sống thì mới sang được 4 năm chứ sao mà. Khó khăn này chắc chúng em cũng không ở đến bây giờ. Gia đình bên bà đối với mình tốt không? Dạ cũng biết được ạ. À, thì ăn cháo của chị thì là thích ăn cái gì thì ăn, cả cả đồ Việt Nam, các chị cũng tự làm ăn được mà. Chưa nào về? Dạ cũng chưa biết. Thì về đấy cũng chưa biết. Thích vậy hay là phải hết hạn? Hết hạn mới dạ, về chứ. Dạ, hết hạn thì phải 6 năm thôi nhưng mà sang lâu nó cũng chán thì phải nhớ nhà. Nhớ nhà đi về chơi được phải không? Về chơi thì vẫn về được nhưng nó sợ nó tốn tiền. Em ở đâu bên Việt Nam? Em ở Thái Bình. Ở Thái Bình. À. Gửi giúp gia đình được nhiều không? Nếu mà chồng con ở nhà không phá phách thì cũng được đủ hết cái nhà. Em có dịp nhắn chồng em không? Dạ. Nói chồng không, em không? Không, không. Kêu chồng đừng phá. Không, chỉ dặn dò chứ còn mắng thì không chắc là không dám mắng. Ok, cảm ơn hai em nha. Đưa bà cụ đi chơi. Vâng, rất cảm ơn. Vâng. Thật là bất ngờ vừa rồi Việt Thảo được tiếp xúc với hai chị em làm công việc ô sin ở Đài Loan, lo chăm sóc cho cụ bà đi chơi ở khu vực đài tưởng niệm của Thống chế Tưởng Gia Thạch. Ở nơi đài tưởng niệm của Thống chế Tưởng Gia Thạch ở phía hai bên là hai cái rạp hát quốc gia. Ở phía bên đây là rạp hát có sân khấu để trình diễn đại nhạc hội. Còn ở phía đối diện là rạp hát có sân khấu để trình diễn opera cũng như nhạc giao hưởng. Năm nay là năm 2007. Nhưng mà người Đài Loan không dùng năm theo Tây hay là Trung Hoa mà họ dùng lịch riêng của mình. Tức là năm nay là năm dân quốc thứ 96. Tại sao như vậy? Vì năm 1911, lúc đó thì triều đình Mãn Thanh lụng bại và muốn phản Thanh phục Minh. Cho nên ông Tôn Trung Sơn đã chọn cái năm 1911 như là năm dân quốc thứ nhất và đưa ra học thuyết Tam Dân để nhằm làm một cuộc cách mạng thay đổi toàn bộ cái xã hội Trung Quốc thời bấy giờ. Tam Dân gồm có dân tộc, dân quyền và dân sinh. Và hai người học trò của ông Tôn Trung Sơn là Mao Trạch Đông và Tưởng Gia Thạch do vì không có cùng một ý thức hệ nên có một cuộc nội chiến xảy ra tại Trung Quốc. Và sau cuộc vạn lý Trường Chinh, Mao Trạch Đông đã giành được chánh quyền. Đó là vào tháng 10 của năm 1949, Tưởng Gia Thạch đã đưa 1.500.000 dân quân cán chánh của ông chạy ra Đài Loan để thành lập ra nước Cộng hòa Trung Hoa Dân Quốc và chọn Đài Bắc như là thủ đô tạm thời và chọn Đài Loan như là căn cứ địa để chờ ngày về giải phóng Trung Quốc. Cho đến ngày hôm nay, Trung Quốc vẫn coi Đài Loan như là một cái tỉnh riêng của Trung Quốc mà người ta gọi là Kim Mã Bành Đài chứ không gọi là Đài Loan, vì cái tỉnh này bao gồm 4 hòn đảo Kim Môn, Mã Tổ, Bành Hồ và Đài Loan. Cho đến giờ phút này, Đài Loan vẫn đòi độc lập. Trung Quốc vẫn chưa đòi về được, sáp nhập với Trung Quốc. Lý do là từ thời Mãn Thanh đã nhường Đài Loan lại cho Nhật Bản. Khi đệ nhị thế chiến xảy ra thì Nhật Bản thua trận đã rút khỏi Đài Loan và trả Đài Loan về, nhưng mà không có ký giấy tờ là trả về cho ai. Đó là lý do mà Thống chế Tưởng Gia Thạch vẫn giữ được Đài Loan như là một quốc gia riêng biệt của mình. Đài Loan là một cái đảo lớn nhất trong 4 hòn đảo, nhưng mà thật sự ra nhỏ cỡ bằng 1/13 của nước Việt Nam, nhưng dân số lại rất đông, hiện giờ đã lên đến hơn 23 triệu người. Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan, trước kia phát triển theo nông nghiệp, nhưng mà cho đến thập niên 80 đã phát triển về kỹ nghệ điện tử, cho nên đã trở thành một trong những con rồng của châu Á. We'll be right back.
Đây là đường vào ký túc xá của các công nhân đang ở, làm việc cho một cái hãng cách đây khoảng 300 thước. Ký túc xá này nó có 2 tầng, tầng trên dành cho phụ nữ và tầng dưới dành cho nam giới. Hiện giờ thì có khoảng hơn 100 công nhân đang ở trong ký túc xá này. Những công nhân này khi ở ký túc xá cũng bị trừ tiền lương bởi hãng, giống như mình mướn người ta mình ở. Còn nếu anh em không thích ở tập thể đông như thế này thì có thể ra mướn nhà riêng bên ngoài. Thì nhiều người share một căn nhà thì cái số tiền nó cũng giống như vậy, nhưng mà con cái là thoải mái hơn. Bây giờ mình thử vào bên trong. 8 giờ đi làm thì 7 giờ rưỡi thức. Con trai thường thường lười hơn con gái cho đến giờ này con ngủ. Nhưng mà trên lầu đang nghe tiếng nước chảy, tiếng súc miệng rửa mặt. Lên lầu coi các cô sinh hoạt như thế nào. Đương nhiên phụ nữ bao giờ cũng sạch sẽ hơn đàn ông cả. Cho nên cái chỗ mà rửa mà chỗ phòng vệ sinh nó vẫn ngăn nắp hơn, gọn gàng hơn. Nhưng mà chị em cũng ô cái này còn nước, còn ướt. Tức là cái này mới giặt tối hôm nay mà thôi. Mỗi buổi sáng thì các em giờ này đó là 7 giờ sáng thức dậy, rửa mặt, súc miệng để chuẩn bị cho ca 8:20, tức là 8 giờ phải có mặt bên hãng để bấm thẻ. Đây là anh Thủy, là một trong những công nhân làm việc ở cái xưởng gần đây, ở tầng lầu dưới. Và sáng sớm anh là một trong những người thức sớm để làm vệ sinh, chuẩn bị trước khi qua bên xưởng. Em qua bên đây lâu chưa anh Thủy? Em sang được 5 tháng. 5 tháng rồi. Ở bên ngoài người ta có cho mướn những cái nhà để ở được đó phải không? Có. Nhưng mà mình thích ở trong này. Đúng rồi. Đây người ta không cho ra. Đây người ta ở sinh hoạt bệnh lắm. Bệnh. Mất vệ sinh. Bây giờ mình theo anh Thủy vào trong trong phòng để mình coi cái phòng ốc và cái nơi sinh hoạt của anh như thế nào. Ok. Đây là phòng của anh Thủy và bạn của anh. Chào em, tự nhiên em. Ở đây mình có cái giường 1, 2, 3, 4 giường phải không? 5, 4, 5, 6, 7, ôi trời nhiều dữ vậy. 7 người ở trong một cái căn phòng như thế này. Giường đôi. Bọn em mới đến sang cái nó phát cho một cái chăn, cái quấn cái đệm. Thì nó tháng tới lương nó trừ luôn rồi. Còn cái giường có trừ tiền không? Giường thì nó trừ mỗi tháng 1.000. Đây là cái căn phòng coi như là tiện nghi nhất ở trong cái khu này, là được đối mặt ra cái có cái người là view, view là cái đường phố, còn nghe được tiếng động ồn ào xe cộ và có gió thổi thoáng. Còn phía bên trong là bịt kính chia những căn phòng nhỏ. Ở đây mình được nấu nướng riêng phải không? Có, em về làm tăng ca về thì phải nấu nướng riêng mà. Ăn ở công ty nó không đủ. Công ty cơm hộp ăn chán. Mà công ty cũng trừ tiền luôn, tiền ăn cũng trừ luôn. 2.000 giường một tháng. Có gia đình ở Việt Nam. 40 rồi. Em có 3 cháu rồi. Tên là Lăng Văn Dũng, xã Bảo Sơn, huyện Bắc Nam, tỉnh Bắc Giang. Trước khi đi đó là em ở bển em làm cái gì? Đấy làm ruộng không có việc gì làm. Thì cũng vì hoàn cảnh gia đình mà cũng cố gắng là thu xếp cho sang đây làm để làm ăn, để giúp gia đình đỡ vất vả và khó khăn. Ông chủ quản bên Đài Loan ấy sang tuyển. Thì tuyển được cái là bọn em đi. Thì ngoài công ty là bắt đóng tiền luôn, thì bọn em thì đúng ra là cũng chưa sang bao giờ, không biết. Thì bảo đóng tiền là đóng thôi. Thế là về là cũng bảo điện về nhà, bảo nhà xu xếp tiền xem nong là chuẩn bị để bay. Thì bọn em là đúng là nhà thì không có. Đa số là bọn em đi vay ngân hàng nhiều, toàn lấy sổ bìa đỏ ấy. Còn nhà mình ở đấy, mang đi cắm ngân hàng để rút tiền ra để đi thôi. Cái này thì cũng không ai bảo bắt mình đi. Đấy là mình thấy cái điều kiện là gia đình rất khó khăn, mà làm này không thấy lên được bao giờ, nên là bọn em cũng gọi là cố gắng thôi, vất vả sang ngày làm vài năm về để giúp đỡ gia đình. Việt Nam mình nó mới cấp sổ đỏ nhỉ, mới cấp sổ đỏ khoảng độ 3 năm nay. Tức là cái đất thổ cư của mình là nó cấp sổ đỏ, và bây giờ cái đất rừng là nó cấp bìa xanh, và đất ruộng nó cấp tranh nó cấp bìa đỏ. Như vậy thì em đi như vậy là tốn khoảng bao nhiêu? Nói chung là anh em sang đến bên này, bước chân sang này hết khoảng 120 triệu. 120 triệu đồng Việt Nam là nó tương đương với cũng khoảng 7-8 ngàn đô la Mỹ. Đi bao lâu em? Đi bao lâu? Đi thì theo đồng là 2 năm. 2 năm. Hết hạn mình ở lại được không? Còn hết 2 năm đó thì nó cái gia hạn 1 năm nên là tùy thuộc công ty. Chứ cái này thì là nó không chưa chắc. Nhưng mà mình đóng tới 7-8 ngàn mà đi 2 năm sao trả nổi? Đấy, tức là đóng là ở Hoàng Long mình nó lấy cao ạ. Cũng như là bọn Thái nó sang nha anh em. Bọn Thái nó sang nó cũng làm việc cùng bọn em cùng công ty này. Nhưng đi rất rẻ, đi nó mất chừng khoảng độ
hơn ngàn đô. Bên chúng nó là bên Thái nó không thích làm thêm. Nên tại sao Việt Nam mình thích làm thêm là Việt Nam mình đi nó giá nó quá cao. Giờ đi như thế là làm sao mà cố gắng làm để có cái đồng tiền để gửi về để cho gia đình cho nó bớt cái phần nợ. Mà như tình trạng này mà không có việc họ đem được, rất là căng thẳng. Sang bên Đài thì nó mỗi công ty nó tính là một khác. Mình đi hợp đồng nhưng mà không đúng như trong hợp đồng. Công ty sang bảo là gọi là người Việt Nam đã sang nhập cảnh bên này là coi như bình đẳng như là người Đài Loan. Như theo em, bọn em bây giờ sang sống được mấy tháng rồi nhưng không được như thế. Tính vì cái tiền lương ấy. Như người Đài thì làm một tiếng thì được 200 khoai, nhưng bọn em chỉ được có 66 khoai. Là nó gọi như nôm na mình gọi Việt Nam là khoai là đồng. Nên là không đúng hợp đồng. Nên bọn em rất thắc mắc nhiều về cái chuyện đấy, nhưng mà cũng đề nghị lên công ty, nhưng công ty không biết là xử lý thế nào, nhưng mà nghe chừng là vẫn cứ đâu cũng vào đấy hết rồi. Hiện tại công ty em có 6 công ty môi giới cung cấp nhân lực lao động cho công ty. Và ở bên này, bên bộ luật bên này có quy định là từ 50 công nhân trở lên thì có một người quản lý lao động ở bên này. Thì em hưởng lương thì hưởng lương của 6 công ty môi giới đấy, chứ không phải hưởng của công ty em nữa. Theo đúng hợp đồng ấy thì 8, nếu mà 8 tiếng thì lương cơ bản là 158-140. Thế nhưng mà do người Việt Nam mình sang đây cái số tiền bỏ rất là lớn, 6.500 đến 7.000 đô la cho một lần đi. Và thông qua những công ty môi giới Việt Nam mình, những cái số tiền nó lâng cao. Nếu mà làm như thế thì một tháng còn dư lại, nếu mà trừ tiền ăn, tiền ở, tiền môi giới, tất cả những thứ tiền còn dư lại khoảng được 2 đến 3 triệu Việt Nam. Tức là trong 3 năm về nước ấy thì không có lãi, là làm công không. Thế là người ta có yêu cầu là phải làm tăng ca là 12 tiếng một ngày. Nếu mà cứ 8 tiếng mãi thì người ta, rất nhiều lao động người ta sẽ bỏ trốn ra ngoài. Mà ra ngoài thì rất là khổ. Tại vì em cũng rất nhiều người, biết được nhiều người ra ngoài. Có thể tháng này người ta làm được 1.000 một ngày, tháng người ta làm hơn 30.000 một tháng. Nhưng mà có thể là có đến 2-3 tháng không có việc để làm. Thậm chí có rất nhiều người gọi điện thoại đến cho những anh em công nhân lao động của công ty em để cho vay tiền ăn trong những cái thời gian chờ rất là khổ. Đi ra ngoài thì sợ công an bắt, mà bắt mà đưa về nước thì vỡ lợi. Thì là anh bảo cái số tiền mà vay nhiều như thế mà không trả. Theo tình hình làm việc như thế này thì em nghĩ là em có trở lại làm việc nữa không? Theo riêng cá nhân em thì như vậy thì cái số tiền mình đóng nó không có mình trả không có đủ cái số tiền mình đóng nó thì làm sao? Đấy, bây giờ em đang rất no một cái là không riêng cá nhân em mà tất cả những toàn bộ những anh em mới sang. Còn những anh em nào sang lâu rồi thì tức là đã trước kia sang lâu rồi thì cái giá đi nó rẻ hơn bọn em. Lý do tại sao mà cái số tiền hồi xưa đi ít 5-6 ngàn hay là ít hơn bây giờ lên tới 7-8 ngàn? Theo cái giá nó cứ đẩy lên. Ai đẩy lên? Do công ty đẩy lên. Lý do gì đẩy lên? Đẩy lên là do kiểu như là bây giờ Việt Nam mình này là nhiều người thừa lao động, là muốn đi xuất khẩu. Như đợt này ví dụ là nó 6.000, nhưng đợt sau là vẫn cứ nhiều người đi, đơn đặt hàng này ít, đơn đặt hàng này 100, nhưng mà ở mình thì nó hàng lên hàng mấy nghìn, nên nó tự cái giá nó cứ đẩy lên, đẩy dần. Mà thực chất là cái tiền mà đi nhiều là không phải do bên này, mà do môi giới bên Việt Nam mình. Mà tại sao mình lại phải qua cái môi giới đó mà không đi thẳng vô bộ lao động? Không được ạ. Tại vì thường thường những người lao động đều là những người ở quê, người ta về cái thông tin thì không được nhiều lắm. Mà bên môi giới thì người ta hay thường về tận quê để người ta tuyển. Và người này đi rồi thì người kia lại thông qua một cái người đã đi rồi để đi tiếp. Cái môi giới đó không phải một người môi giới mà qua nhiều tầng môi giới, nên cái số tiền nó độ lên nhiều thế. À, ở nhà vợ biết không? Cha mẹ biết là mình phải bị làm việc ít tiền gì không? Không, cái này không dám nói. Tại sao vậy? Vì nói về gia đình sốt ruột. Sang đây bảo kêu khổ thì cũng chả ai biết mình, mà sướng chả ai biết. Nhưng thôi điện về cái động viên vợ bảo thôi anh làm bên này cũng nhàn lắm. Nhưng mà thực tế ra làm cũng vất vả lắm anh. Chung ở nhà gia đình cũng nghĩ là sang này cái cuộc sống khác hẳn. Mà khi chúng em bước chân sang đi bên này em cũng không tưởng tượng được cái một cái ký túc của một cái công ty nước ngoài nó lại như thế này. Khi em bước chân đến cái cổng ký túc này nghĩ là bị lừa. Thật mà anh, tại vì nó quá là bẩn. Không tưởng tượng được. Mà vào cái phòng không có chỗ mà ngồi, cực bẩn. Thì bọn em vào để em sửa sao nó tương đối sạch sẽ một chút. Nhiều cái không thể nói khác được.
Nếu tôi ăn cơm chung với anh được không? Vâng, mời anh. Dạ, anh ăn cơm chung với anh. Rồi anh ăn trước. Có chút xíu là không đủ. Cùng với anh em. Thôi anh ăn trước đi, để tôi bán. Còn ai ăn nữa? Mấy người ăn? Có hai anh em. Hai anh em ăn đi. Cơm này phải nấu từ hôm qua không? Rồi để tới ngày hôm nay mình hâm nóng lại. Không, anh ăn tự nhiên, ăn cho ngon. Anh cần ăn đủ sức chứ không phải tôi ăn. Được, không có gấp nữa, đủ rồi, có chút xíu cơm mà, ăn đi. Thấy không, hiếu khách dễ sợ không? Con bà nó, người ta nói đó, giàu thì keo kiệt mà nghèo thì xài phóng khoáng. Nghèo rớt mồng tơi, không có đủ ăn nữa mà cứ bắt người ta ăn. À, canh nấu không có hẹ, không có hành, không có nêm tiêu, không có ngò, không có một cái gia vị gì để gọi là nồi súp hay nồi canh. Nó giống như là thịt heo sắc đa luộc để rồi chấm muối tiêu để mà ăn. Một bữa ăn rất đạm bạc và đơn sơ, không đủ no. Tại vì ít nhất sức thanh niên như này ăn phải 4-5 chén cơm. Mà cái này ăn chỉ là mỗi một người chén để cho đừng có đói để đi làm. Tại sao anh em mình cực khổ vậy? Vợ con biết không? Vợ biết. Biết anh ăn uống cực khổ gì? Không biết là ăn sướng, không giàu ăn khổ. Vợ anh tên gì? Huyền, Huyền phải không? Chị Huyền ơi, mong là chị thấy được những hình ảnh này. Người chồng của chị đã từng lường gạt chị, giấu giếm chị, không dám nói lên sự thật. Lúc nào cũng gạt chị nói là ăn ngon, ở chỗ tốt đẹp, làm việc thoải mái, tiền lương dư giả. Thực sự nó trái ngược hết. Ở nhà xài ít chút nha, tặng tiện là tội nghiệp chồng. Ăn hết chứ để làm chi? Ăn hết chứ để làm chi? Thôi em đủ. Tại sao vậy? Còn cái này bỏ sao? Ăn chứ, ăn người ăn miếng cho hết chứ bị bỏ uổng quá. Thế tình bỏ vậy đó hả? Hay là chiều gian? Bắt quả tang. Như vậy đó, mới khám phá được một điều nữa. Mình tưởng là ảnh hiếu khách nhường cho mình ăn. Hay là ảnh ăn ít thôi, cái đó nó dư, bỏ. Thực sự không phải. Cái phần đó là cái phần để dành lại đằng chiều nay về ăn. Đây là Thảo Duyển, người Việt Nam gọi là Đào Viên, là nơi tập trung rất đông người Việt Nam cũng như những hàng quán và những khu thương mại mà mình có thể so sánh cái sự sầm uất nó giống như là ở Little Sài Gòn của California. Không phải là người Việt Nam đến đây lao động đầu tiên ở tại xứ đại, mà trước đó đã có rất nhiều sắc dân khác, chẳng hạn như người Sri Lanka, người Thái Lan, người Philippines, người Indonesia đã đến đây lao động. Cái việc mà đi tìm công ăn việc làm không phải chỉ mới xảy ra ở đây, mà từ ngàn xưa. Chẳng hạn ở trong nước ta, muốn tìm công ăn việc làm ở vùng quê không có thì phải lên tỉnh thành, còn xa hơn nữa lên tới thành phố. Ngay cả thời Pháp thuộc, người Pháp cũng đã nhận những nhân công Việt Nam để đi làm lao động ở những cái khu mỏ ở tại Numia. Ngày hôm nay do sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, các quốc gia trên thế giới gần gũi lại với nhau. Trong khi Đài Loan là một trong những nước có phát triển rất mạnh về kỹ thuật, điện tử, cho nên lại thiếu nhân lực, trong khi Việt Nam đã dư thừa nhân lực. Đó là một trong những lý do đã đưa đến tại sao Đài Loan là một trong những nước đã nhận rất nhiều nhân công Việt Nam đến để hợp tác lao động. Cái hôm mà ở trong chương trình Đại Nhà Hội đọc cái thơ đó là của Nguyễn Thị Bích Tiền, là cô này nè. Thấy không? Dạ, em ở đâu? Em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Hello Ninh. Dạ. À, đây là anh Ninh, là chủ nhân của Sài Gòn Quán và đồng thời cũng là Ngọc Hà chuyên bán tạp hóa và các món thức ăn Việt Nam. Cho nên ngoài cái việc bán thức ăn để cho những người thanh niên lao động đến ăn, anh còn cung cấp những cái món ăn mà người ta có thể mang về để nấu ăn tại các ký túc xá. Cái này hàng hóa là từ đâu đó Ninh? Cái này từ Việt Nam đưa ra. Từ Việt Nam đưa ra, tức là mình nhập thẳng từ Việt Nam vô đây để buôn bán. Dạ. Cái này là dùng để nấu ăn ở trong nhà hàng hay là để... Không, cái này là đồ mì gói anh, mì bán, mì cho họ đi em về họ ăn, họ làm đêm họ ăn ở trong công sở. Nhưng mà tại sao mình không ở đây mì Đài Loan thiếu gì? Mì Đài Loan nó không chịu, cái này phải đồ của Việt Nam, người Việt Nam. Quê hương phải không? Quê hương. Thấy mì Đài Loan ngon lắm mà, cái tô bự ở trong có thịt rồi nữa mà.
À cái này rẻ hơn. Cái này gói 7 đồng. Còn mì Đài Loan? Mì Đài Loan cái kia một hộp gì, nếu mà một cái loại tô thì một tô tới ba mấy 40 đồng lên. Anh qua đây bao lâu rồi? Hai mấy năm. Anh qua mở quán liền không? Không, em mới mở nay 3 năm. Ok. À, qua hợp tác lao động. À, dược biên. Anh dược biên. À, đặc biệt là ở trong nhà hàng anh đó, người Việt Nam thích đến ăn và hát karaoke. Anh cũng là một trong những người rất thành công ở tại Đào Viên. À, chỉ mới mở nhà hàng 3 năm thôi mà cũng triệu phú á. Hiện giờ thì Việt Thảo đang đi đến một cái chùa rất đặc biệt ở Đài Bắc. Cái chùa này nó không giống như những chùa khác. Chùa được xây cất bằng vỏ của những con sò. Đài Bắc người ta rất là tôn sùng đạo, nhất là đạo Khổng, đạo Lão và Phật giáo. Đó là ba tôn giáo chính. Mà cái số chùa ở Đài Bắc lên đến hơn 11.400 cái chùa. Còn đền thờ Khổng Phu Tử thì nhiều, hàng ngày xa số luôn. Và được coi như là mặc dù là cái đảo nhỏ nhưng mà có số chùa nhiều hơn cả Trung Hoa lục địa. Có lẽ là trong thời gian dưới chế độ cộng sản ở Trung Quốc thì cái sự phát triển chùa chiền không có nhiều. Trong khi Đài Loan mặc dù nhỏ hơn nhưng mà theo nhu cầu về tôn giáo đã phát triển rất nhanh. Đó là lý do tại sao mà ở Đài Loan có nhiều chùa hơn Trung Quốc. Đây là ngôi chùa con sò, đó là tiếng Bình dân người ta gọi, tại vì ở trên vách tường được chạm trổ hay là gắn lên bằng những cái vỏ sò, vỏ ốc hay là bằng những cái san hô, tức là những cái sinh vật sống ở dưới biển đem lên. Chùa này gọi là đỉnh Sơn Tự, tức là một cái ngôi chùa ở trên đỉnh núi. Người ta cho rằng khi đến chùa này cầu cái gì được cái đó, cầu phước được phước, cầu lộc được lộc, cầu tài được tài. Ngay cả ông Tổng thống Trần Thủy Biển cũng đã từng đến nơi đây. Và trước khi vào chùa phải thắp hương để mà khấn vái, coi như là làm lễ ra mắt đầu tiên. Vì ở bên trong chùa, ở dưới hang động, có thờ Thập Bát La Hán, tức là 18 vị La Hán. Cho nên cái việc thắp hương đầu tiên trước khi vào chùa, đó là điều cần thiết phải làm. Đây là một cái hình tượng đầu tiên làm như là một cái đồng, một cái thỏi vàng nặng 300 kg, và bên trong gồm có những cái vỏ sò, vỏ ốc, bào ngư, con điệp, con hào, tất cả những con hải sản ở dưới biển ở bên trong này nặng 300 kg. Cái hình thỏi vàng này thấy màu xanh thì thực sự không phải là màu xanh ở bên ngoài. Ở bên ngoài chỉ là hổ phách, tức là nhựa thông, làm thành cái hình thỏi vàng để bảo vệ cái phần bên trong. Phần bên trong màu xanh này lấy được từ một cái mỏ muối ở dưới đáy biển. Nó có màu xanh sẵn, trong này nó có những cái đồ vật bằng hải sản ở dưới biển, nó có sẵn như vậy. Còn hai cái thỏi vàng bên trong này nó có màu vàng. Đây cũng là lấy từ dưới đáy biển lên, và nó có sẵn gì ở trong đó là có những sinh vật, động vật ở dưới đáy biển lên. Thì theo truyền thuyết cho rằng cái thỏi vàng này khi người ta đến mà sờ vào nó thì sẽ được tài lộc cũng như hạnh phúc, cầu gì được đó. Đây là ba cái thỏi vàng đầu tiên khi mình bước vào cái đỉnh Sơn Tự này là mình gặp đầu tiên trước khách. Sau khi thắp nhang xong thì mình có thể vào đây đầu tiên trước hết là ngửi rượu ở trong cái bình. Thì cái bình này chứa rượu nếp, ngửi vào sẽ làm cho mình đầu óc sảng khoái, quên đi những tà ma tạp niệm ở trong lòng, để cho có một cái tinh thần thật là minh mẫn. Cái rượu này khi ngửi vào tùy theo cái khứ giác của mỗi người mà cái hương vị rượu nó khác nhau.
Sau khi ngửi rượu, đầu óc sảng khoái, tinh thần minh mẫn, không có tà niệm trong đầu, chúng ta bắt đầu đi vào hang động. Thì ở trước hang động có thổ địa ngồi canh giữ hang động. Sau đó mình đi vào. Chúng ta thấy hai bên vách của hang động toàn là san hô. Ở đây có san hô, đây là có vỏ sò, vỏ ốc. Tất cả đều là ở dưới biển. Thì ngay khi vào hang động ở phía bên trái, ở đây có Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh là cái người canh giữ ma quỷ, không cho ma quỷ được vào hang động. Sau khi qua khỏi Tề Thiên Đại Thánh thì chúng ta thấy ở trên phía vách nó có 18 tượng của Thập Bát La Hán. Nơi đây dùng để cho người ta ngồi thiền. Khi mà cảm thấy tinh thần mình chưa có được thảnh thơi cho lắm thì ngồi thiền để cho tinh thần được minh mẫn để tiếp tục đi vào hang động. Thì như chúng ta thấy là ở trong này nó có nước. Đây là phong thủy. Đây, chỗ giò nước chảy này. Thì theo phong tục ở đây, khi chúng ta dùng cái nước uống này thì sẽ được phước, được lộc, được tài. Còn cái chỗ này là cái chỗ nước mà nếu chúng ta dùng cái tiền thảy vào, cầu nguyện, cái gì cũng sẽ được hết. Bên đây có hình tượng của Tế Công Hòa Thượng. Coi như nhân vật chánh yếu ở trong cái chùa này là Tế Công Hòa Thượng. Tế Công Hòa Thượng theo truyền thuyết cho rằng ông ta ở trên trời vì phạm những cái thiên điều cho nên bị đầy xuống trần gian và bị nhốt dưới đáy biển 270 năm. Sau khi mãn hạn, ông ta trở về dương thế thì có mang theo tất cả những sinh vật ở dưới đáy biển gom về một chỗ để cho người ta biết được là dưới đáy biển có gì và xinh đẹp như thế nào. Cho nên cái kiến trúc của cái chùa này là bằng tất cả những sinh vật sống ở dưới đáy biển. Đây là cái bầu cầu phước, cầu may, cầu tài. Khi mình dùng tay thoa lên cái bầu này thì sẽ được như ý muốn những ước nguyện của mình. Còn phía bên đây là bà Mã Châu. Bà Mã Châu rất được tôn kính đối với người Hoa. Ok, bây giờ đi ra ngoài thì ở đây có sơn thần, tức là thần núi. Vỏ bên ngoài là một bình rượu, người ta ngửi vào để đây là không phải chỉ để tinh thần sảng khoái mà được hưởng tất cả những cái phước lộc. Cứ đúng 8 giờ tối là 108 tiếng trống hòa nhịp với 36 tiếng chuông để báo tin cho du khách biết là chùa sẽ đóng cửa. Việt Thảo nghĩ rằng khi quý vị đến với Đài Bắc thì cũng nên ghé qua đỉnh Sơn Tự. Vì nó có cái độc đáo của nó là mình phải leo lên núi cao để xem được những phong cảnh ở dưới đại biển. Quyền lợi của người Việt Nam trên xứ Đài không những được chính phủ Đài Loan hiện ra sức giúp đỡ mà còn được giúp đỡ bởi văn phòng trợ giúp pháp lý cho công nhân và cô dâu Việt Nam mà cha Hùng là người khởi xướng. Văn phòng này đã thành lập được gần 3 năm nay, được thành lập vào khoảng đầu năm 2004. Khi mà tôi thấy những người công nhân Việt Nam đến đây, họ là những người mà bị bóc lột nhiều nhất. Thấy được những cái vấn đề như vậy, thành thử ra tôi mới xin phép nhà dòng để thành lập một văn phòng chỉ riêng biệt cho công nhân và cô dâu Việt Nam tại Đài Loan. Và sau khi thành lập đó, người ta giúp được hơn 3.000 người, hơn 3.000 cái vụ án. Và đến giờ phút này thì văn phòng vẫn còn hơn cả 1.000 cái vụ án đang còn giúp đỡ nhỉ. Có nhiều cái kiểu mà bị hại lắm. Ví dụ như là những người con gái, những người phụ nữ họ bị hãm hiếp. Hiện nay có một cái vụ án rất là lớn, đó là có hơn 100 phụ nữ Việt Nam bị hai cha con của một công ty môi giới hãm hiếp trong gần 3 năm trời. Rồi họ buôn qua bán lại cho các môi giới khác. Và nó có cái sự hợp tác của các công ty môi giới Việt Nam che đậy. Một số thì họ bị trả về. Văn phòng đã liên lạc được với hai người. Họ đem trả về và họ đưa qua lại Đài Loan để làm chứng. Còn một số những người mà văn phòng giúp đỡ là khoảng chừng 31 người.
31 người đó thì có một số đã về Việt Nam, còn một số thì văn phòng đã giúp để họ được đổi chủ qua một cái công việc làm việc trong một công ty, và hiện nay họ đang làm việc ở đây. Và cái vụ án đang còn tiếp tục tại tại tòa án ở Đài Nam. Cha làm việc cha phải tốn tiền. Vâng. Vậy cái tiền đâu cha làm? Cái số tiền để mà phải chi phí trả chi phí cho cái việc mà cha đang phục vụ ở đây đó, nó đến từ hai cái nguồn. Nguồn thứ nhất đó là khi mà một người bị hại, người công nhân bị hại, họ đến với văn phòng mà họ được chính phủ địa phương cho phép và báo cáo lên chính phủ trung ương đó, thì chính phủ trung ương hàng ngày đó, họ phải cung ứng một số tiền cho cái người công nhân đó, cho trung tâm văn phòng, để văn phòng dùng cái tiền đó để mà giúp đỡ cho cái người công nhân này, cho ăn, cho ở, chi phí nhà thương, và đó là tất cả những cái gì. Nhưng mà cái số tiền nó không đủ. Cái nguồn đến thứ hai là đến từ cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài. Hàng năm đó thì có những cộng đồng họ tổ chức cho tôi đến nói chuyện để trình bày về cái thực trạng mà người công nhân và công nhân đang bị ở bên đây. Rồi qua đó thì họ cũng họ tổ chức những cái cuộc lạc quyên của đồng bào và người Việt Nam ở nước ngoài đã phải nói là rất là rộng rãi, giúp cho văn phòng, cho nên văn phòng mới có khả năng để mà giúp đỡ cho các nạn nhân. Hiện giờ thì Việt Thảo đang ở trên đại lộ số 9 của thành phố Hoa Liên. Hoa Liên là một thành phố nằm về phía nam của Đài Bắc, cách khoảng 200 cây số. Và nếu mình lái xe dọc theo đường biển, đường đèo vượt qua núi đó thì tốn khoảng 4 tiếng đồng hồ. Hoa Liên là một thành phố nổi tiếng về đá thạch. Những cái loại đá thạch này được lấy ra từ trong núi hay là ở dưới đất, rồi các cơ xưởng mới điêu khắc thành những cái tượng hay là những cái đồ trưng bày ở trong nhà hay là những đồ trang sức để đeo. Hiện giờ thì cái xưởng đó cách đây khoảng 30 phút. Giờ thầm muốn mời quý vị đến đó để xem coi cái kỹ nghệ làm về đá thạch ở Đài Loan nổi tiếng như thế. Hiện giờ thì Việt Thảo đang ở tại xưởng làm đá thạch Đài Loan, tên là Như Phong. Đây là xưởng có mặt lâu đời nhất ở tại Hoa Liên này. Nơi đây đang hiện giờ có rất nhiều du khách đến để tự mình mài lấy những miếng đá thạch mà mình yêu thích. Đầu tiên thì đá thạch được cắt ra thành từng cục nhỏ. Thì cục nhỏ này người ta mới cắt ra giai đoạn đầu tiên là thành cái hình dạng mình muốn làm. Đây là hình dạng làm thành cái hình bánh đú. Khi cái cục này có hình dạng rồi thì du khách đến mới mua cái cục này là 400 nhân dân tệ, tức là khoảng 12 đô la Mỹ. Sau đó mới dùng đồ mài, mài sơ qua cho theo đúng hình dạng mình muốn. Giai đoạn thứ hai là mài cho nó nhỏ lại đúng theo kích thước mình muốn. Giai đoạn thứ ba là mình đánh cho nó bóng, nó trơn lên. Giai đoạn thứ tư làm cho nó bóng hơn. Và giai đoạn thứ năm sau cùng là mình bóng lại, đánh thật bóng như là cái đã có này. Và giai đoạn thứ sáu sau cùng là thành cái sợi dây để treo mang vào cổ hay vào tay. Cái cục đá này rất cứng, đây là Taiwan Jade, tức là đá thạch Đài Loan. Cái độ cứng của nó nếu so với kim cương thì kim cương là 10 thì nó là 6. Một cái cục đá thạch như thế này trị giá khoảng 3.000 đô la, rất là mắc tiền. Mắc tiền là vì nhờ ở cái màu sắc của đá thạch Đài Loan, có màu xanh tự nhiên của nó mà nơi khác khó có bằng. Là tại vì ngày xưa cái đảo Đài Loan chìm sâu dưới lòng đại dương, những cái đá này ở dưới lòng đại dương, sau đó đảo Đài Loan trồi lên và đã mang theo những cục đá nó có màu sắc độc đáo như thế này. Hiện giờ thì Việt Thảo ở trong tiệm Như Phong, một cái tiệm lâu đời nhất về Taiwan Jade, tức là ngọc thạch của Đài Loan. Và đây là ông Khương Cẩm Nguyên, là chủ nhân của tiệm Như Phong, có kinh nghiệm hơn 30 mấy năm trong nghề này. Kể từ khi sau khi đi lính về thì ông ta biết ngọc thạch là một trong những cái nghề đặc trưng và nổi tiếng ở tại Hoa Liên, cho nên ông ta đã nhảy vào cái nghề này và đã kinh doanh nghề ngọc thạch Đài Loan cho tới ngày hôm nay. Ni hao. Ni hao. Hỏi ông, thí dụ như một người phụ nữ bước vào trong tiệm, thấy một gian cắm thạch như thế này, giá cả khác nhau hết, làm sao biết được cái nào tốt, cái nào xấu? Nếu
Làm sao để phân biệt được giá trị của ngọc thạch? Cái tiếng kêu càng thánh thót, tiếng kêu càng trong, điều đó cho thấy độ cứng của ngọc thạch càng cao thì cái ngọc thạch đó càng có giá trị. Điều thứ hai là nhìn vào cái màu sắc, cái sự trong suốt của nó, không có bợn, không có vân như là cái ngọc thạch này. Ngọc thạch này có. Cho nên cái ngọc thạch này giá trị hơn cái ngọc thạch này. Tuy nhiên, nếu mà tùy theo sở thích của mỗi người, có người thích đeo cái ngọc thạch có vân có hoa thì có thể chọn chiếc này mặc cho cái giá trị nó không bằng cái chiếc này. Chiếc nào đắt tiền hơn? Chiếc này màu xanh mượt mà đậm đà $300. Chiếc này màu nó nhợt nhạt hơn nhưng mà lại $500. Thì có người cho rằng cùng một cục đá nhưng màu này nó ít hơn, cho nên nó hiếm hơn, mắc hơn, cũng chưa chắc. Bây giờ mình nghe thử coi cảm thanh của hai bên. Thấy chưa? Âm thanh này kêu giòn tan hơn, cho thấy độ cứng lớn hơn cái âm thanh của cái chiếc dòng này. Như vậy cùng một cục đá, theo giải thích của Việt Thảo, có thể là cái màu xanh đậm này đó là đá nó còn non hơn, chưa có già bằng cái màu nhạt này. Cho nên càng cứng thì cái độ kêu nó càng giòn tan hơn. Nghe lại. Hiện giờ thì ngọc thạch Đài Loan nó có một màu lục, nhưng mà đậm dở khác nhau. Nó có ba cái đậm dở khác nhau. Đậm nhất, dừa và thật nhạt. Nhưng mà cái nhạt thì lại đắt giá nhất so với các màu kia. Là tại vì trong cái cục ngọc thạch, cái phần nhạt này nó là ít nhất. Càng ít, càng hiếm thì càng quý. Đó là lý do tại sao nó mắc hơn. Rất cảm ơn ông Khương Cẩm Nguyên là chủ nhân của Như Phong Công Xưởng đã cho chúng ta một cái kiến thức rất là thú vị về ngọc thạch Đài Loan. Và hy vọng rằng một ngày nào đó có cơ hội đến với Đài Loan và đặc biệt tại Hoa Liên, chính chúng ta sẽ tự làm lấy một cái miếng ngọc thạch theo ý mình muốn để kỷ niệm trong thời gian đến Hoa Liên. Hiện giờ thì ở trên đường phố Hoa Liên, Việt Thảo cũng đã gặp những người Việt Nam sang đây làm giúp việc cho các gia đình ở tại Đài Loan. Quê chị ở đâu? Em ở Quảng Ninh ạ. Ở Quảng Ninh. Vâng. Qua tới bây giờ đấy thì chị có gia đình chưa? Em có gia đình rồi. Rồi chồng chị ở bên Việt Nam làm gì? Chồng em ở Việt Nam làm công nhân. Rồi có con chưa? Có con, em có 3 cháu rồi. Hai cháu có công an Việt Nam, còn một cháu nữa đang đi học. Bao lâu nữa thì chị về nước? Em tháng 11 sang năm. Em hết hạn 36 năm. Rồi sau đó có được trở lại nữa không? Không. Gia đình của bên phía người chủ có muốn chị trở lại không? Gia đình nhà chủ rất là muốn em quay lại, nhưng vì luật pháp Đài Loan chắc chắn là không được. Chị qua môi giới hay là trực tiếp với Bộ Lao động? Em qua môi giới. Đều qua môi giới. Hai lần đi đều qua môi giới. Rồi khi về Việt Nam như vậy đó, thì những người chòm xóm người ta nghĩ gì về chị? Người ta nói chị là ai? Chẳng là ai cả. Thì người ta đều nghĩ em là người sang đây giúp việc, chứ em có làm gì đâu mà. Chứ không có nghĩ gì xấu phải không? Vì chúng em sang đây giúp việc chăm sóc bà già, có phải làm gì việc gì xấu đâu anh. Dạ. Có nhiều người cho rằng đi như vậy là xuất khẩu lao động, là bán sức lao động của người Việt mình này cái nọ, thì chị nghĩ không sao? Phải. Theo em sang đây em rất là mãn ý. Em rất là vì sức lao động của chúng em bỏ ra kiếm được đồng tiền rất là hạnh phúc rồi. Bây giờ mới gọi ai nhỉ? Với tôi nhỉ, hào bố hào. Hào hà. Ha, của ơn em bảo là em có yêu bà ấy không? Bà bảo là em yêu bà ấy. Em hỏi là bà có yêu em không? Bà bảo là bà yêu em, bà đối với em như con của bà ấy. Vâng. Trong thời gian đi qua đây đó, chị nhớ nhà không? Mới đầu thì em nhớ, rất là nhớ nhà. Bây giờ thì em quen, em coi như Đài Loan như Việt Nam mình, không có cái gì để mà. Có những người đó, những gia đình con nhớ mẹ, chồng thì đi bài bạc, cái điều đó sẽ có không? Không, nếu như người khác thì em tin chắc có, nhưng đối với gia đình em không có. Vì gia đình em đều là người có ăn có học, các anh các chị em đều là công nhân trên viên chức. Nên là cái chuyện đấy em tin chắc chồng em không bao giờ như vậy. Bộ người con gái hay là người phụ nữ Đài Loan, người ta không có muốn làm cái việc giúp đích cho những cụ già hay sao? Mà đến độ thậm chí này thiếu phải nhờ tới người Việt Nam mình hay những người xuất gia? Cái đấy thì em cũng không hiểu. Em không hiểu được, tại vì quốc một là người chăm sóc người già, người phụ nữ Đài Loan người ta không thích,
cái thứ nhất, cái thứ hai có khả năng người ta hay còn muốn ra bên ngoài ta kiếm tiền nhiều hơn à. Cái đấy thì em cũng không hỏi, em cũng không biết. Hay là tại vì người Việt Nam mình giỏi giang hơn, kỹ lưỡng hơn? Em tin chắc rằng người Việt Nam mình chăm sóc bà già kiểu rất là có nhiều tình cảm đối với người già hơn người Đài Loan. Vì người Đài Loan người ta tình cảm đối với bố mẹ em cảm thấy không như Việt Nam chúng mình. Ok, cảm ơn em. Dạ. Khắp nơi trên đường phố Đài Loan, ở đất nước Đài Loan từ thành thị cho tới thôn quê, ở đâu cũng có bóng dáng những chiếc nón lá của người Việt Nam, những người thiếu nữ Việt Nam đã góp bàn tay, góp sức để phục vụ cho những người lớn tuổi, những người già. Cũng như trong xí nghiệp, người Việt Nam cũng có mặt khắp nơi để đem sức lao động của mình tạo miếng cơm manh áo cho chính bản thân và gia đình, cũng như đã làm những cái công việc đem lại lợi ích cho nước Đài Loan, và từ đó cũng có thể học được những kỹ thuật hiện đại của những cái công nghiệp của nước ngoài. Hoa Liên ngoài nổi tiếng về Ngọc Thạch còn được coi như là nơi có danh lam thắng cảnh đẹp nhất Đài Loan, mà điển hình là công viên quốc gia Taroko. Taroko là tên của một bộ tộc đã có cách đây hơn 200 năm về trước, sống ở phía tây của đảo Đài Loan. Vào thời Đại Mãn Thanh thì người Hán đã đến đánh chiếm miền phía tây của đảo quốc này và đánh đuổi người bộ tộc Taroko chạy về hướng đông, vượt qua ngọn núi đến nơi đây và thấy phong cảnh đẹp, có thể định cư được nên họ đã ở lại đây cho đến ngày hôm nay. Ở đây có một con đường dài trên 31 cây số với 25 điểm dừng chân. Ở nơi đó, du khách có thể nhìn lên trên để thấy những cái ngọn núi xanh vút lên trời cao ẩn hiện trong những đám mây, và sâu bên dưới là những dòng suối trong xanh chảy lững lờ. Ngoài ra, còn có những di tích của bộ tộc Taroko còn sót lại. Điều đó đã hấp dẫn hàng triệu du khách đến thăm viếng công viên quốc gia Taroko. Đây là cái quốc lộ số 9 mình đang đi đó. Nếu tiếp tục đi xuôi nam thì mình sẽ khám phá những cái danh lam thắng cảnh ở toàn bộ cái phía mỏm ở dưới phía nam này của Đài Loan. Nhưng mà mình không đi, lý do là mình đi về hướng tây đó. Bây giờ đây là cái hướng của quốc lộ số 1, xong tới đây mình bắt qua quốc lộ số 88 đi về hướng bắc là tới Đài Nam. Có sợ? Trên đường từ Đài Đông xuống Đài Nam còn khoảng 150 cây số nữa. Ở cái chỗ này là chỗ xe vào tạm dừng chân. Thì có những cái quán hàng hay là những cái chỗ người ta bán những cái trái bắp hay là mía hay là những thức ăn tạm thời cho du khách đi được. Ở đây Việt Thảo không muốn nói vấn đề là thức ăn là mía hay bắp, nhưng mà nói đến cái ý thức của người dân Đài Loan đối với những thực phẩm mà bán cho du khách. Đây cũng là cái văn hóa của xứ Đài. Một cái khúc mía từ đầu cho tới khi đưa đến tận tay du khách không có trải qua tay chân đụng vào hay là rửa nước gì cả. Giờ đây là thành phố Cao Hùng, là một cái thành phố sầm uất nhất của tỉnh Đài Nam và là thành phố lớn đứng hàng thứ nhì của Đài Loan. Từ cái Cao Hùng này đi về hướng bắc 43 cây số nữa mình sẽ tới Đài Nam. Ở nơi đó mình có thể đến chỗ di tích còn lại của ông Trịnh Thành Công. Hiện giờ thì Việt Thảo đang đứng trước tháp Shikan, là một trong những di tích lịch sử của thành phố Đài Nam.
Đài Nam là thành phố được thành lập đầu tiên ở đảo quốc Đài Loan này. Đài Loan trước kia chỉ có 9 bộ tộc và một số người Hán sinh sống. Vào thế kỷ thứ 13, thì người Bồ Đào Nha đã khám phá ra hòn đảo này. Nhìn thấy hòn đảo rất đẹp, cho nên họ đặt tên là đảo Formosa. Formosa theo tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là đẹp. Vào những năm đầu tiên của thế kỷ thứ 17, thì người Tây Ban Nha và Hà Lan đã chiếm cứ và đô hộ hòn đảo này. Chia phía Bắc thuộc về người Tây Ban Nha và phía Nam thuộc về người Hà Lan. Lúc đó ở trong lục địa thì do sự hủ bại của triều đình nhà Minh, nhà Mãn Thanh đã lật đổ nhà Minh và cai trị toàn Trung Hoa lục địa. Một vị tướng rất trung thành với triều đại nhà Minh là ông Trịnh Thành Công đã chiêu binh mãi mã chống lại nhà Mãn Thanh để mong khôi phục lại triều đại nhà Minh. Trong lúc đó thì ở bên hòn đảo này, một vị quan của triều đại nhà Minh là ông Hà Đình Vũ, vì không muốn cái sự thống trị của người Tây Phương, ông ta tìm cách về lục địa gặp tướng Trịnh Thành Công và yêu cầu Trịnh Thành Công giúp để đánh đuổi người ngoại quốc. Đây là những cái tượng mà tạc lại để ghi lại hình ảnh lịch sử khi mà cái người hiến kế đưa thơ cũng như những cái sách lược đánh vô hòn đảo này cho tướng Trịnh Thành Công. Thì hai người đứng bên đó là hai người lính, ở tượng giữa là ông Trịnh Thành Công. Còn phía người đối diện đó mới nhìn thì mình cứ tưởng đó là người Tây Phương, tại vì mặc đồ tóc tai như Tây Phương, thực sự không phải, đó là người Minh, là ông Hà Đình Vũ. Ông ta là lính bộ hạ của cha của Trịnh Thành Công lúc ở trong lục địa. Rồi khi nhà Mãn Thanh đánh vào thì cha Trịnh Thành Công thua, ông ta mới chạy qua bên Hà Lan sinh sống một thời gian. Rồi không biết cách nào đó ông ta lại theo cái đoàn Hà Lan vô Đài Loan và làm việc cho Hà Lan. Một thời gian ông ta xin nghỉ, ông ta dùng hết thời gian để nghiên cứu về tất cả địa lý hình thể của đảo Đài Loan này, và đặc biệt nhất là về quân sự. Còn một điều then chốt nữa, đó là cái mực nước thủy triều khi nào dâng cao, khi nào xuống thấp, và ngày nào tháng nào đều ghi rõ trong sách lược hết. Rồi ông ta mới đến gặp Trịnh Thành Công trong lục địa. Nhờ vào cái sách lược đó mà Trịnh Thành Công đã tập trung trên 300 chiến thuyền lớn nhỏ, hơn 40 vạn quân xuất phát từ đảo Kim Môn đến Bành Hồ, tập trung lực lượng và đánh thẳng vào Đài Nam, tạo nên chiến thắng ngày hôm nay. Đây là mô hình của những chiếc thuyền mà Trịnh Thành Công đã đem qua đánh đuổi bọn Hà Lan ra khỏi cái hòn đảo này. Sau khi chiếm hòn đảo xong thì đây cũng là nơi mà Trịnh Thành Công dùng là nơi trú ngụ cũng như là nơi làm việc lâu nhất của mình. Cái tháp này đã được người Hà Lan xây vào thời nhà Minh, đó là vào năm 1653. Thì lúc đó người dân địa phương gọi cái tháp này là tháp của bọn xâm lược Hồng Mao. Hồng tức là đỏ, Mao là long, vì người dân địa phương gọi người Tây Phương là bọn quỷ Hồng Mao, tức là bọn quỷ lông đỏ. Sau này thì tháp đã được đổi tên lại là tháp Shikan, tức là tên của một bộ tộc thời bấy giờ. Người dân Đài Loan đã coi Trịnh Thành Công như là một vị anh hùng dân tộc của đảo quốc này. Ông ta nhìn thấy hòn đảo đẹp, và đặc biệt là những cấu trúc trên hòn đảo, từ núi, sông cho tới bờ biển đều có cái dạng cong cong, cho nên ông ta đã đặt tên là đảo Taiwan. Tai tức là đài, Wan là cong, mà người Việt Nam bây giờ gọi là Đài Loan. Và đặc biệt là ở đây đó rất khó đậu xe, phải đậu xe ở xa mới đi lại được. Cái khu chợ đêm của Đài Trung là một cái khu chợ đêm nổi tiếng và lớn nhất ở tại Đài Loan này. Lớn là tại vì ngay cái khu chợ đêm này nó có hai cái trường đại học ở gần đó, một cái là sát cạnh cái trường đại học, rồi một con phố chạy ra, cho nên nội có vấn đề ban đêm sinh viên ở trong ký túc xá đại học ra đi ăn không cũng đủ đông rồi. Ăn khoai lang không giống như Việt Nam mình lột vỏ đâu. Múc ăn. Ngon à? Lắm.
ngon 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 ngọt ngọt bùi ngon nóng. Ôi trời, nóng ạ, nóng ạ. Ở bên trong người ta bỏ than trong cái thùng phi nè, rồi cái làm những cái ngăn như thế này đều để khoai lên nướng thôi. Người Đài Loan rất thích ăn khoai nướng. Sao bịt mũi? Quay lại coi, quay lại coi nó bịt mũi nè. Tại sao bịt mũi? Tại sao bịt mũi? Tao tủ hey. Vừa mới bước chân tới đầu hẻm thôi thì đã nghe cái mùi thúi dễ sợ, mình tưởng là ống cống, không phải, đầu hủ thúi, tàu hủ thúi nứt đông luôn. Wow, đâu đó, đây nè, đây ông đậu thúi nè. Ở bên sân 2 là đang đậu hủ thúi rồi, nhưng mà cái thúi bên sân 2 không bằng thúi của Đài Loan. Men đây là bánh nổ. Bánh nổ là cái bánh ở ngoài bột để nướng, mình tưởng như giống như nướng bánh khọt, phải không, cục tròn giò. Ở trong cái nhân đó có tôm hay là mực hay là những cái hải sản mình thích. Như vậy thì cái khuôn này đó dùng để cho cái bánh nó có cái hình dạng tròn, xong rồi mới bỏ cái bánh này qua bên cái khuôn này có dầu để cho nó phồng cái vỏ lên, ăn cho nó tròn. Đó, đây cũng là món chiên nữa. Đây cũng là một phong cách của người Đài Loan, chiên và nướng. Nó đặc biệt lắm. Cái bột ở ngoài nó mềm, nhưng mà cái áo ở bên ngoài thì giòn do chiên cái dầu trở lại. Ở trong thì để nhân. Lạ 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 ngon. Ăn nóng cái miệng, thơm mùi đồ biển lắm. Mùi mực, mùi tôm, mùi cá rất là ngon. Ô, ăn xúc mà hôi đổ luôn á. Toàn bộ ở đây là khoai lang. Khoai lang nhúng nấu đường, ăn ngọt. Khoai lang lấy bột ra, sắc khúc chiên cũng là khoai lang. Lại món chiên nữa, phong cách người Đài Loan. 20 đồng là chưa tới 1 đồng không? Xin xin. Ni hao. Ni hao. Ni hao ạ. Ni hao. Ồ, nhìn hình phèo lang à. Biết trộn chung với nếp. Rồi luộc chín. Xong rồi tủ phủ lên đó là đậu phộng hay là đậu mè. Khi làm như thế này mình ăn giống như miếng xôi vị á. Cái nếp nó dẻo, còn cái mùi vị huyết mình không nghe. Chỉ nghe được mùi đậu thơm, ngọt, cay. Lần đầu tiên Việt Thảo thấy được cái trái hú hoa màu trắng. Thì tạm gọi là hú hoa trắng. Thì ở đây người ta dùng trái hú hoa này xào ăn cũng ngon. Mà quay sinh tố uống cũng được, sinh tố hú hoa. Gọi là sinh tố khổ qua mật ong. Tức là ngoài khổ qua phải để mật ong ngọt vô, vừa thơm ngon ngọt, làm cho bớt đi cái gì đắng. Đắng đắng hơi đắng đắng đó. Nhưng mà cái này mát lắm. Cái chợ đêm không có tập trung một chỗ, mà con đường nó kéo dài rồi chia nhiều ngõ cắt khác nhau. Như từ trường đại học đi vào khoảng hơn 500 thước, từ đó nó ngọ ra một cái ngõ cắt khác, họp về phía bên kia. Và nó đi thẳng biết nha. Hiện giờ mình chưa biết nó bao xa, có thể dài cả 1-2 cây số. Nó đi cho đến khi nào hết đường thì thôi. Hầu như tất cả các ngõ hẻm ở trong khu vực này đều là khu chợ đêm. Này mà đây là tiệm chân gà đông. Chân gà, cái chân con gà đông tức là đông lạnh. À, làm phá lấu xong rồi để vô đông lạnh. Mà cái tiệm chân gà đông này đó là cái tiệm ngon nhất, không phải Đài Trung mà cả một cái Đài Loan này luôn. Bình thường thì không có đông, nhưng mà ngày lễ đó ngay cả khách khắp nơi Đài Bắc cũng xuống đây, Đài Nam cũng lên mua về hàng chục hộp như thế này để đem về ăn. Đây cũng là một món ăn đặc trưng của Đài Trung.
những cái chân gà đông đó phá lấu xong rồi người ta bỏ vô đông lạnh, làm đông lạnh lại, mình muốn ăn cái nào thì mình lấy cái đó ra rồi tính tiền. Như vậy cái tiệm chân gà đông này không phải chỉ có chân gà không, nó có bao tử gà, nó có mề, nó có đậu, nó có cánh gà, chân gà, phao câu gà đủ loại hết. Nhưng mà sau khi phá lấu xong để đông lạnh, nhưng mà nổi tiếng nhất là chân gà. Mùi phá lấu, mùi phá lấu cầm lên để ngắt à. 2, 4, 6, 7 cái chân gà, 7 cái chân gà hơn 1 đô la. Bây giờ mua gì là ăn luôn à, chứ không có làm gì nữa trơn á. Đã phá lấu xong rồi chỉ để đông lạnh thôi. Không có rút xương, để nguyên vậy đó. Thuốc phá lấu rất nhẹ nhàng, không có đậm mà nghe cái mùi thuốc bắc cái gì cả. Chỉ là mùi là phá lấu thôi, ngọt ngọt, mặn mặn nhẹ, thịt lạnh. Nó không có làm cho mình ngán. Giống như bây giờ mình ăn tiệm sánh đi. Cái chân gà mà thường hay là gọi là cùng chảo á. Thì nó dày một một cục như thế này, ăn có đơn vị ngán. Nhưng mà cái chân gà đông ăn không ngán. Tại vì nó ít lắm chứ không có nhiều. Là cánh vịt. Cái này là vịt chứ không phải gà. Nó giống như ở nhà mình luộc vịt hay luộc gà mà để ví dụ ăn hết nóng rồi bây giờ sau đó nó nguội, mình để vô trong tủ lạnh nó lạnh thôi. Nhưng cái khác là cái thịt gà, thịt vịt bị luộc nó mềm, gọi này phá lấu, cho nên thịt nó săn lại. Và cái nước ướp của nó làm phá lấu nó thấm vào bên trong. Nó ngon, ngon lắm. Đi tới xứ người rồi mới thấy rằng thức ăn thực ra nó cũng giống giống như nhau. Có cách làm thôi, chế biến và cái cách thức ăn. Cái chân gà đông hay là cánh vịt đông của Đài Loan nó cũng giống như cái món phá lấu của Việt Nam mình. Có một điều là Việt Nam mình ăn dư rồi đó, mình bỏ vô tủ lạnh để giữ cho nó đừng hư. Rồi đến khi ăn lại đem ra hâm lại thì hương vị nó khác. Tại sao mình không chế biến giống người ta cũng ra một món ăn mới, là cái phá lấu của mình bỏ vô tủ lạnh cho nó lạnh ăn, không cần phải hâm nóng lại. Tại sao mình không thử? Ngon. Đó, khi chạy trên đường phố ở Đài Loan á, chúng ta thấy có những cái đèn chớp sáng rồi có những cái lồng kính đây nè. Đó, có những người con gái mặc đồ rất đẹp để mà đón là cái chỗ nơi bán cao bán trầu cho những người lái xe trên đường họ muốn mua ăn đó. Xuống mua nha. Đây là một trong những cái nhà kiến mà các cô gái Đài Loan ngồi bên trong để bán trầu cao, cung cấp cho những người lái xe trên đường mua trầu cao để tiêu dùng. Khi thấy đèn chớp tắt bên ngoài cái lồng kiến là nơi đó bán trầu cao. Ngày xưa thì các cô chỉ bày ra bán bình thường, nhưng mà vì sự cạnh tranh, muốn bán được nhiều hàng hơn, cho nên các cô ăn mặc hấp dẫn hơn, để cho người ta chú ý tới. Y Pao Pin Lãng. Y Pao. À, đây là để trong cái hộp. Cái cấp này là để nhổ được miếng. À, xe. Đối với các cô gái Đài Loan đi bán cao ở trên đường phố như thế này, ngày xưa các bậc cha mẹ cũng không đồng ý và người dân Đài Loan cũng không đồng ý vì cái hình ảnh đó nó không có đẹp. Nhưng mà nghề nghiệp mà, phải như vậy thì mới cạnh tranh, mới bán được nhiều hàng hóa. Cao trầu được làm với nhiều dạng khác nhau. Có một loại là được bỏ vô trong hộp như thế này. Trái cao được cắt ra để vôi ở trong để cho người ta nhai, để kích thích cũng có. Thì như vậy rất tiện lợi khi lái xe, chỉ cần mở hộp ra lấy bỏ vô miệng giống như người ta uống thuốc vậy. Có một điều là nó không tạo ra cái thuốc, nhưng mà cái này kích hơn, làm cho con người nóng hơn, bừng bừng hơn và tỉnh hơn, cho nên lái đường trường không có cảm thấy bị buồn ngủ. Một dạng khác nữa là cao trầu được bỏ vào trong bọc, cái lá trầu bọc bên ngoài, lá trầu này bên trong có vôi và đây là quả cao. Cái trái cao khi ăn đó là người ta bỏ cái phần cuốn này, nó còn lại trái cao và ăn chung với lá trầu có vôi. Cái hương vị chua, nồng, cay của lá trầu và cao làm cho cái miệng mình bị chát là một. Cái thứ hai là mặc dầu không nuốt cái nước vào nhưng mà nó thấm vào trong miệng làm cho mình nóng lên, con người mình nóng lên. Bây giờ gương mặt của Diệp Thảo đang bừng bừng, hơi ấm hơn, làm cho tỉnh, sảng khoái.
Nhưng mà người Đài Loan nhai trầu cao cũng do thói quen từ nhỏ. Hiện giờ có trên 2 triệu người Đài Loan đang ăn trầu cao. Và trên đường phố Đài Loan là cái việc mà bán trầu cao là xảy ra rất nhiều, khắp nơi hết, đi đâu cũng có. Có một điều đó là theo thống kê cho biết là phần lớn những người ăn trầu cao đều bị ung thư hoặc là nú, ung thư miệng, là tại vì phần lớn là do chất vôi. Nhưng có một điều, ăn trầu cao nhiều thì cái răng nó cũng ít bị hư, ít có bị sâu răng. Đây là một trong những phong cách của người Đài Loan. Coi coi cái miệng nè, đổ quét nè. Lại lưỡi ra cho coi. Lại lưỡi. À. Ghê không? Vậy mà ăn, lại răng nè. Rồi đèn thủ lên coi. Khi đến với Đài Trung, Việt Thảo nghĩ rằng chúng ta cũng nên ghé thăm một cái thiền tự lớn và bậc nhất so với các thiền tự đã có tại Đông Nam Á. Đó là Trung Đại Thiền Tự. Thiền tự này đã được thầy Huệ Giác, tục danh là Trí An, xây dựng nên từ năm 1992. Thầy Huệ Giác thuở nhỏ đã học về Nho giáo, nhưng mà cũng từ thuở nhỏ thầy bỏ ra thời gian rất nhiều để nghiên cứu về Phật pháp. Năm 1963, thầy xuống tóc đi tu ở Cơ Long trong Thập Phương Đại Giác Thiền Tự. Cứ một sáng sớm thầy thức sớm để lau chùi quét dọn đại điện. Khi mọi người ăn uống thì thầy lại dùng thời gian nghỉ ngơi của mọi người, thầy nghiên cứu thêm về Phật pháp. Thầy đã bỏ ra hơn 10 năm để tu tập tại Quảng Lý Sơn ở Đài Bắc, cũng như bỏ ra nhiều năm trời để đi quảng bá về tư tưởng của mình, với một cái mong muốn là làm sao Phật pháp sẽ được phát triển đến tất cả mọi người. Và cái mong muốn đó đã trở thành sự thật khi đã được rất nhiều đệ tử sùng bái ông phối hợp để cùng nhau xây dựng lên cơ sở đầu tiên, đó là Trung Đại Thiền Tự. Nơi đây có cả một hệ thống trường học từ tiểu học đến trung học, đó là hệ thống Phổ Đài Trung Tiểu Học, được xây dựng trên 26.000 mét vuông, trở thành một nơi có kiến trúc đẹp nhất và đoạt giải thưởng vào năm 2002. Thầy Huệ Giác đã xây dựng nên Trung Đại Thiền Tự dựa trên 3 cái nền tảng tinh túy của Phật pháp mà thầy đã rút ra. Nền tảng thứ nhất gồm có 3 phần: phúc đức, giáo lý và thiền định. Nền tảng thứ hai được chia làm 4 phần: kính trên, nhường dưới, giữa con người với nhau phải hòa thuận và phải đối xử với nhau chân thật. Nền tảng lý luận thứ ba được chia ra làm 5 phần: học thuật hóa, giáo dục hóa, nghệ thuật hóa, khoa học hóa và đời sống hóa. Như vậy thì người ta phải biết học và nghiên cứu Phật pháp. Khi đã hiểu biết thấu đáo rồi, phải truyền bá Phật pháp và coi Phật pháp như là một văn học nghệ thuật, và nhìn cũng như phân tích hiểu biết Phật pháp có tính cách khoa học và biết áp dụng Phật pháp vào đời sống của con người. Cái cấu trúc của Trung Đại Thiền Tự cao nhất là một cái bảo châu tròn, đó là tượng trưng cho trong lòng mỗi người đều có một bảo châu. Cái bảo châu này được bao bọc bởi những cái cánh sen. Cái hoa sen tượng trưng cho Phật giáo bao bọc cái bảo châu của con người, như là khi Đức Phật thị hiện chào đời bước chân ra đi lên những tòa sen. Mà cái cấu trúc, cái hình dạng cũng giống như là cái nón của đường Tam Tạng, và hai bên là hai cái trượng. Cái trượng này là trượng của đường Tam Tạng khi đi thỉnh kinh mà ngài cầm theo. Ngay trên tầng lầu thứ 16 nó có một cái điện vạn Phật, là ở trong đó có hơn 20.000 tượng của Đức Phật, và bên trong ở phía trên vách là những cái kinh được chép lại từ ngàn xưa tới bây giờ. Ngoài ra còn có một cái tháp cao 7 tầng làm bằng gỗ hoàn toàn, nhưng mà không có đóng bằng một cái đinh nào cả. Rất là hay, rất là đẹp. Ở đây là Tứ Thiên Dương Điện, tức là cái điện có Tứ Đại Thiên Dương trong đó. Bốn góc là tượng của Tứ Đại Thiên Dương. Một cái tượng như vậy nó có 4 mặt, nhìn về 4 hướng, nhìn xuống. Tức là 4 tượng này là 4 vị tướng ở trên thiên đình, trấn giữ 4 góc của trời, nhìn xuống trần gian, và mỗi người trên tay cầm một bảo bối: dù, đàn, kiếm và cái tháp bên cạnh có con rồng nhỏ. 4 vị tướng này nhìn xuống trần gian với nhiệm vụ là giữ cho trần gian được mưa thuận gió hòa. Đây là Phật tổ Như Lai ngự trị ngay chính giữa của cái Đại Hùng Bảo Điện. Nơi đây chúng ta thấy cái màu sắc để mà làm thành tượng hay là cái cách trang trí ở trong phòng, nó không phải như màu sắc vàng hay đỏ rực rỡ của các chùa chiền,
mà cái màu sắc này là sự phối hợp giữa màu đỏ và màu xám, cho nên nó ra có hình vẽ màu hơi nâu nâu, có vẻ hơi dơ dơ, vì đây là cái tầng thứ nhất, là cái nơi tiếp xúc cận kề nhất với trần gian. Đó là cái ý nghĩa, cái màu sắc của cái đại hùng bảo điện này. Ở phía hai bên Phật tổ Như Lai có hai cái gốc cây để kế bên, một cái gốc cây màu đen và màu trắng. Màu đen này đó là của đến từ Việt Nam và màu trắng đến từ Ấn Độ. Đó là những gốc cây già trầm hương. Trầm hương là một cái loại cây mà người ta có thể đốt tạo ra mùi hương mà chúng ta dùng để mà tạo mùi hương trong những cái đền thờ hay là những cái chùa chiền. Ở phía bên phải của cái đại hùng bảo điện là có tượng của Đạt Ma Tổ Sư. Cái sự kiến trúc phối hợp giữa Tây Phương và Trung Hoa, phối hợp với nghệ thuật ánh sáng và cách trưng bày làm cho chúng ta có cảm giác như chúng ta đang bước vào một bảo tàng viện, một cái museum chứ không phải một cái chùa. Và với ánh sáng tuy đơn sơ nhưng nghệ thuật như thế này, nơi đây, thiền viện này, năm 2003 đã đạt được giải nghệ thuật ánh sáng cao nhất của quốc tế. Khi tới Đài Loan thì mới biết là ở nơi đây có một cái người là Rích Dương, tức là vua của các loài rích, chuyên môn bắt rích để ngâm rượu để làm thuốc. Và duy nhất Đài Loan chỉ có một mình ông này thôi. Thì khi liên lạc có một cái người phụ nữ nói chuyện một hồi đó thì mới loại ra mới biết cô ta là người Việt Nam, là nhân viên làm việc ở đây, đó là cô Càng. Còn cái chỗ này là cái nhà của ông ta, không biết là ông ta bắt rích ở đâu hay là cái chỗ này bắt rích ở chỗ này hay rượu rích không biết, bây giờ mình vô mình coi thử. À, cô Trang, cô đã là nhân viên làm việc ở đây. Vậy thì ai là người chủ? Đây là ông chủ. Ông chủ này tên gì? Ông tên Lâm Phúc Thâm. Làm sao em biết? Em biết cái chỗ này để em làm việc? Dạ, dạ đâu có. Không phải là bên này đâu, có chồng. Ồ, đúng rồi, em có chồng ở bên Đài Loan, dạ, phải không? Dạ. Em có chồng từ hồi nào? 3 năm mấy. 3 năm mấy rồi, dạ. Chồng em có ở đây không? Dạ có. Có luôn. Lâm ơi, Lâm ơi vui quá. Có một điều rất vui là khi mà điện thoại là đi tìm mà cái ông mà Rích Dương để mà mình quay về vấn đề nghề bắt rích và làm rượu hay là làm thuốc, thì cái người tiếp viên là cái người nói tiếng phổ thông. Nhưng mà khi nói chuyện một hồi thì mới lòi ra, mới biết là cô ta là người Việt Nam. Thì mình cứ tưởng đó là nhân viên làm việc ở đây. Khi đến đây rồi mới biết cô Trang là người có chồng Đài Loan, là chính là ông Lâm Phúc Thâm này, Lâm Phúc Thanh này. À, như đây là bà chủ. À, giới thiệu à, đây là bà chủ à. Nhìn phèo len à, phèo len, phèo len à. Đẹp, đẹp chứ không phải lẹp. Đẹp. Vậy con rích uống trị bệnh gì? Ông là cũng như là trong người mình ăn uống mà bị độc á, là uống chừng ly vô là hết. Nhưng mà phải đúng là bị độc. Cũng như mình ăn vô là đau bụng đi, cầu gì đó là mình uống vô là hết. Cái này bị bú. Bú cổ, bú cục đúng không? À. Ung thư uống hết không? Ung thư. Ung thư được luôn. Ông Lâm Phúc Thanh làm nghề cha truyền con nối, tức là nghề gia truyền về nghề bắt rích, để mà làm ngâm rượu trị bệnh cho người ta. Bây giờ thì mình có thể đi theo ông Lâm Phúc Thanh để bắt những con rích, cách bắt như thế nào, rồi đem về ngâm rượu như thế nào. Đây cũng là một trong những cái việc Thảo nghĩ rằng đề tài hấp dẫn mà chúng ta cũng nên biết. Tại vì trước kia thấy con rích ai cũng sợ cả, nhưng mà không ngờ con rích lại có những cái tác dụng hay như vậy. Bây giờ mình đi bắt nha. Rích đó không phải là dễ bắt đâu, nó cũng ở tập trung của khu vực tùy theo cái môi trường thích hợp của nó. Thì người ta phần lớn bắt rích đó, đem về bán lại cho ông Lâm Phúc Thanh, rồi từ đó ông mới chế biến ra rượu. Ở đây nào được, còn không có gì vô đâu. Ờ vậy hả? À, chỗ nào đâu? Đâu, ngay đây luôn. Ngay đây. Cô. Chỗ nào cũng quá chứ hả? Chị ra xem em quà. Đây là cái vùng đất tích hợp mà rích ở rất nhiều. Người ta đào thẳng ngay sát lề đường luôn thì bắt được những con rích. Bây giờ đào cái có không?
Nè 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 nè. Con gì con rắn. Ê không phải. Ê con rắn. Con rắn con rắn. Con rắn con rắn con rắn. Con rắn. Con rắn. Rắn này có độc không? Có độc. Ê ê ê. Nè nè nè. Con rắn độc nha anh Đình nha. Ở rắn hai đầu. Rồi rắn anh trùng. Cái ngày này cũng nguy hiểm đó. Mới vừa đào mấy cái gặp không phải con rít mà con rắn. Mà con rắn là con rắn trùng. Vậy vậy. Nghe mấy đứa gà dục bên đó. Khoan khoan. Con rắn trùng con rắn là con rắn độc. Cắn có thể chết người được. Chết người chứ không phải có thể nữa. Cho nên vấn đề đào. Đào làm nghề đào đất bắt rít đó cũng là nghề rất nguy hiểm. Mỗi một năm có một mùa là khoảng tháng 3, tháng 4 nhất là đầu mùa mưa thì rít nó ra hàng trăm con luôn. Đào một chỗ nó ra nùm nụp bắt rất nhiều. Nhưng mà sau đó thì thưa thôi. Nguy hiểm quá. Cái gì mà mới đào đã bắt. Ta đi bắt rít chứ ai đi bắt rắn đâu mà. Chỗ này ha. Một con ấy còn rắn nữa nô. Rắn không hả? Ủa trời 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 ghê quá. Chứ là về sử dụng chủ mà. Sao rắn không vậy? Con này độc lắm. Độc lắm nè. Độc ở đây đây làm ơi. Sao vậy? Làm ở đây. Nay đi đầu rít mà tao sẽ rắn không à. Rắn mà ấy nó hạ miệng nó cắn cái thằng đó đó. Nó hạ miệng nó cắn cọng dây đằng nó giữ lại đó. Ủa cha. Đi. Thôi thôi, giết không? Thôi không được. Thôi đừng giết. Đây sắp tới tôi không có làm nghề đào rít đâu, là làm nghề đào rắn. Ông có thiệt là vua rít không? Tại sao ông chỉ anh đào mà đào toàn rắn không vậy? Ơi! Con rít này đầu đỏ, mình đen. Con rít này xài được. Còn nếu mà gặp con rít xanh không, không tốt. Con rít đỏ không, cũng không tốt. Con rít này đúng nè. Một con rít như thế này có thể bán lên đến 9-10 đô la. Wow. Đào thêm con nữa nha. Thêm con nữa. Bỏ vô đâu? Bỏ vô đây nha. À, con này là 10 đô la. Con gì vậy? Con này con ăn ngon rồi. Không, răng mối này nướng ăn được nè. Mấy cái người bị ho xỉn á. Mấy người bị ho xỉn á, bắt được răng mối này nướng ăn là hết ho rồi. Lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp ha. Con nghe. Con này nghe. Mọi gì rắn luôn kìa. Một con rắn xanh. Bên kia rắn mối nó nhìn mình kìa. Thục vô rồi.
con rắn xanh, con rắn xanh. Quên thật, chờ chút nào, chờ chút. Quá! Không phải rắn mối màu khác, rắn mối màu khác. Rắn mối màu xanh. À! Nó nè, 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 có nè, có nè. Ê, 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 nó chạy. Một con rít đầu đỏ. Một con rít đầu đỏ nữa mình đen nữa. Ê, ê, 20 đô rồi đó nha. Con rít này đúng tướng chứ. Nó bò dữ lắm. Nó có 40 chân thành nó bò dữ lắm. Mà cái này nó chích một cái không chết, nhưng mà có thể đau nhất cả ngày đêm. Có người bị 2-3 ngày. Cho nên dĩ độc chị độc, lấy độc của nó ngâm rượu uống trị được bệnh. Thảo leo. Bây giờ mình đi về. Về ngâm rượu. Một con ngâm rượu, một con chiên ăn. Xe. Bây giờ trước khi chiên á là mình phải rửa con rít cho nó sạch, tại con rít dưới đất mà. Thơm giống như mình chiên tôm á. Có lẽ cái vỏ của nó đó. Rồi, được chưa? Hay rồi. Được rồi, vâng. À, nó có mùi hơi khét nhẹ nhẹ. Là tại vì do cái rau cái ngoài nó cháy thôi. À, nhớ một điều là nếu mà thấy Việt Thảo ăn thì đừng có, nhiều người đừng có bắt trước. Rít không phải, nó có nhiều loại rít lắm, không phải con nào cũng ăn được. Nếu con rít màu đỏ thì không nên ăn, con rít màu xanh không nên ăn, chỉ có loại rít đậu đỏ mà mình xanh này. Nhưng mà đây là rít Đài Loan, cho nên con rít ở nơi khác cũng không biết nó như thế nào. Cho nên đừng thấy Việt Thảo ăn thì bắt trước ăn theo nha. Đúng rồi, đắng đắng. Một chút đắng. 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 Là sao vậy? Chết. Đắng chết. Không phải sự mong khổ. Phải sự kéo. Thế bây giờ ta đã có tủ chỗ rồi. Đắng. Nó là cái đặc của nó. Cái... Nào. Đắng. Chết. Không biết chết. Không chết. Sử. 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 Không hào. Không hào. Ở mắt của con người là chảo chiên chiên. À. Cô chào với cái gạch. U. Thấy chưa, nó móc. Trời ơi. U, cái này nó chích vô nè, phải không? Hẹn nó móc cho cái miệng anh đó. Bẻ bỏ nha. Ok, à, nó không có vẻ thơm phức như là tôm khô nướng hay là tôm nướng, tôm chiên. Cái vỏ nó, à, cái lớp vỏ ngoài đương nhiên nó giống như một loại vỏ bọc của con tôm, cho nên nó có cái mùi khen khét, mùi thơm. À, cái thịt nó hơi nhẵn nhẵn. Cái người nào bị đau bao tử, ăn con rít nướng thì sẽ tốt cho bao tử. Dữ nhất con này, dữ nhất nè, lớn nhất nè. À, con rít á, nó ở trong đất. Nó trốn trong đất cho nên con rít nó bị dơ. Khi bắt về thì mình phải rửa nó trước khi ngâm rượu. Mà rửa bằng nước á, thì do cái nước dính vào mình con rít mà bỏ vô rượu á, nó có thể làm hư cái chai rượu này. À, con rít có thể bị thúi. Cho nên đó mình phải rửa bằng nó bò lên cho nên mình nó đứng lên, cho nên mình phải chết đi.
cho nên mình phải rửa bằng rượu. Cho nên mình phải rửa bằng rượu cho nó sạch. À, lâu quá nó sẽ nhả cái nọc ra đó. Sơ sơ rửa sơ sơ lên, lâu quá nó nhả cái nọc. Xong rồi thì mình bỏ vô trong chai. Nó chịu vô. Mà nhận nó bể cho mình nữa sao? Không sao, xuống, đừng xả nó, vô xuống nè. Nó đứt không, nó đứt không. Rồi xuống rồi, hay quá. Rồi, bắt chặt nó nhé, nó vô, gọt sầu nha. Chuyên nghiệp rồi. Đó, 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 ôi chà, trắng nè, ra nọc nè. Đó, cái nọc trắng nè, đó. Đó, cái nọc trắng nè, cái nọc trắng cận cận nè. Đó là cái nọc con rít đó. À, một cái chai như vậy ngâm theo cái tiêu chuẩn của tiệm này thì một chai nó có 10 con bổ đồng một con rít $10 gì một chai này là bán 95-100 đô la. Đây là những chai rượu rít mà theo vị vua rít, tức là rít dương, cho biết là khi mới bỏ con rít vào ngâm thì nó bình thường thôi, mới nhả nọc ra. Khi ngâm một thời gian thì cái rượu nó đổi màu. Đây là do sự tác dụng giữa nọc và rượu. Đây là chai rượu được hơn một tháng, cái màu sắc nó vợt hơn. Đây là chai rượu hơn 2 tháng, màu sắc đậm hơn, đục hơn. Và đây là chai rượu hơn 2 năm, màu sắc đậm đặc hơn, vàng hơn. Càng lâu tác dụng càng tốt. Còn đây là cái chai này uống được. Chai này là bằng những con rít sống đập nghiền nát nó ra, ngâm vào trong dầu để mà thoa ngoài da chứ không được uống, bị ghẻ, bị ngứa, bị phong, bị đủ thứ vậy, cái gì cũng tha được hết, đó là chuyện ngoài da. Bây giờ mình uống một ly rượu, uống thử ly rượu, khui chai rượu 2 năm. Shake well, tức là lắc mạnh, lắc đều tay, lắc để cho những cái cặn ở dưới nó đều ở trong chai rượu. Cảm ơn. Xin mời. 100%. Hả? 100%. 100%, không biết nói 100%. Nó có mùi giống như là con gián á. Hay là cái con gián cái gì mà nó rớt vô á. À, bây giờ tôi biết tại sao ông này 60 mấy tuổi cũng cưới vợ rồi. Là tại vì ông uống rượu rít. Xe xa. Khá sâu. Đừng khách sáo. Nó lại. Đừng khách sáo. Đừng khách sâu. Đi hao. Không giống như hoàn cảnh của các cô dâu khác ở trên xứ đài, chị Ngọc Anh là một trường hợp khá đặc biệt, khởi đầu từ sự yêu thương giữa hai người, thành hôn với nhau và cái lương duyên đó đã kéo dài suốt hơn 15 năm trời với hai đứa con và một mái ấm gia đình. Sáng là em đưa hai đứa nhỏ đi học, còn hai đứa nó là 7 giờ thức dậy là phải đi chợ tại còn lo cái quán của em nó bệnh nữa. Rồi bà nội làm gì? Bà nội thì đi tập thể dục. Bà nội đi tập thể dục kia. Tập thể dục không à, xong làm công việc nhà rồi. Ông xã tên là Hiếu Kim Phú. Ông làm nghề xây dựng nhà cửa. Giá căn nhà của em mua lúc trước mua là rẻ khoảng chừng gần đến 200.000 đô. Là làm toàn bộ trơn bao qua ở bên trong là trang trí nội thất rồi khoảng chừng 200.000.
Ngọc Anh đã bảo lãnh các em của mình từ Việt Nam sang và cùng nhau để kinh doanh trong một quán ăn rất nổi tiếng của Việt Nam tại xứ Đài, đó là quán Bình Tâm. Nơi đây là nơi tập trung rất nhiều thanh niên lao động đến thưởng thức những món ăn Việt Nam do chính chị nấu, cũng như là nơi tập hợp của các cô dâu Việt Nam trên xứ Đài. Hầu như trong chúng ta, ai cũng đều biết đến có những cô dâu Việt Nam đang sống trên xứ Đài. Nhưng ít ai biết được rằng đã có hơn 120.000 cô dâu hiện đang sống tại đây. Ba mẹ thì ở dưới quê mà sống cuộc sống cực khổ. Mình sống chung ba mẹ thấy cũng có khó khăn, không có khả năng lo cho con ăn học á, tại đẻ con cũng đông. Cái em thấy gia đình cũng khổ đó, cái cũng đồng ý đi luôn. Nhưng mà trước khi đi, bà nội, bà ngoại, ai cũng đòi tự tử chết. Tại vì ở quê em, bao nhiêu người Đài Loan bảo là có chồng bên Đài Loan á, thì cuộc sống nó cũng đỡ hơn bên Việt Nam nhiều. May mắn thì đây được lấy chồng giàu giúp cha mẹ, còn không may mắn thì qua đi đi làm công ty cũng có nhiều tiền. Thì em suy nghĩ vậy, em hy sinh mà. Đi làm có số tiền sau này tương lai cho cha mẹ nó phát triển hơn. Cô ở bên đây xong rồi cô nói thôi mày đi sang Đài Loan đi, chứ ở Việt Nam bây giờ mày cũng đâu đi học nữa đâu. Thôi, em nghe lời cô xong cô mới dắt chồng em về mai cho em. Có môi giới á, mình làm sao mà quen. Mình có thể trả tiền cho cái môi giới đó không? Thì ông xã em cưới hỏi này nọ thì ông xã cho mình cái bao lì xì là bao nhiêu, rồi bao lì xì cho môi giới là bao nhiêu. Qua đây rồi mới biết là có rất nhiều người đi cưới vợ bên Việt Nam, người Đài Loan. Có nhiều nguyên nhân lắm, mà nguyên nhân lớn nhất là người ta không chấp nhận cái thói không truyền thống của người con gái Đài Loan bên này. Thì người ta bắt buộc phải đi những cái nước mà lạc hậu hơn, để nghĩ lạc hậu hơn thì nó truyền thống hơn, nó có thể gần gũi với Đài Loan hơn. Người ta đi cưới, nhưng mà đa số thì họ lớn tuổi hơn không ạ? Mười mấy tuổi. Năm nay ông 42, em 28, ông 42. Chồng em cũng lớn tuổi đó, hai thế hệ nó khác nhau. Bởi vì không có hạnh phúc gì mấy. Thật sự ra không, ai nói lần đầu tiên gặp nhau lại có tình cảm là nó gạt người thôi. Hồi đó thì em không biết tiếng, nên chồng em thì em gả bên đây thì chỉ biết nhìn mặt thôi, nên không có hạnh phúc. 5 năm về trước đó là em bỏ chồng ra ngoài, dắt hai đứa con em ra ngoài. Tại vì sống mà không có hạnh phúc ở với nhau cũng không có cái ý nghĩa gì hết. Bây giờ thời gian em là đi diễn mới như chị đây, em sắp về nước, còn năm ngoài nữa em về nước. Thời gian còn lại là em gắng ở đây em làm. Em làm để mà em kiếm được tiền để giải giúp gia đình. Em chỉ, em cũng không muốn lại bỏ ông nữa, em đi ra ngoài bỏ thời gian thôi sao. Em chỉ thương chồng em. Nhưng mà nói đúng ra là em vì thương con em. Khi có cái dịp gặp gỡ đó thì tôi có hỏi họ là bao nhiêu phần trăm các cô dâu của bên này lập gia đình hạnh phúc, thì họ hỏi ngược tôi lại là chẳng nghĩ như thế nào, thì tôi có nói là tôi đoán khoảng 15%. Thì họ nói tại sao mà cao quá vậy, thì tôi hỏi họ là bao nhiêu phần trăm, thì họ nói là 5% cho đến 10%. Và qua cái kiệp là qua những cái công việc tôi làm việc với họ, tôi thấy cái điều đó có vẻ là nó đúng chứ không sai. Nếu mà anh hỏi chính phủ Đài Loan đó là bao nhiêu, hiện nay có bao nhiêu cô dâu Việt Nam ở Đài Loan đã làm thẻ chứng minh nhân dân bên này rồi đó, thì chúng ta có thể biết được là cái số hạnh phúc là bao nhiêu phần trăm. Sở dĩ mà tôi nói cái đó như là một trong những cái điều mình có thể mình nhìn để mình có thể mình đánh giá được cái hạnh phúc trong đời sống gia đình của họ đó, là bởi vì gia đình của người chồng đó họ có tin tưởng người vợ thì người chồng đó mới cho người vợ hay giúp cho người vợ làm chứng minh nhân dân. Tại vì đó, nếu mà một người phụ nữ, người đàn phụ nữ mình lấy chồng Đài Loan ở bên này mà họ không được người chồng đi với mình đến cái sở làm thẻ chứng minh nhân dân thì ở chỗ đó người ta không nhận. Cái thứ hai là phải có một cái số tiền bảo chứng là 470.000 tiền Đài Loan
là trên 10 ngàn. Trên 10 ngàn đô la. Trên 10 ngàn đô la. Đấy, cái số tiền đó đâu ra? Khi mà một người phụ nữ lấy chồng Đài Loan qua bên đây, qua bên đây lấy chồng Đài Loan mà họ có thể đi làm thẻ chứng minh nhân dân được thì có hai điều xảy ra. Thứ nhất là họ, gia đình của họ hạnh phúc. Cái thứ hai là cái người phụ nữ đó họ mạnh dạn, độc lập và có uy tín với gia đình, chồng. Thành thử ra họ tự họ đi làm. Nếu bây giờ em ra ngoài thì em nó không thuộc vào cái gia đình đó, rồi làm sao chứng minh em thuộc ở đâu mà em có không, chứng minh? Không, có giấy chứng minh mới đi được. Còn à, có là còn cầm cái tờ thẻ cư trú kia, nếu mà đi gì trước cái người chồng mà đi báo hay gì mà nó nói là không về nhà làm sao đó, là cái đó là nó đi gì trước là mình phải về nước đó. Như vậy là mình phải chơi cái trò là có giấy chứng minh rồi, mình muốn ly dị nhưng mà mình không nói, ráng chịu đựng cho đến khi có chứng minh rồi là chơi cái bàn ly dị này. Tại vì có quốc tịch ở bên đây rồi, ở đâu làm gì được mình đâu. Người chồng Đài Loan đa số là muốn người vợ ngoan ngoãn ở nhà hoặc là đi làm kiếm tiền về lo trong gia đình là nhiều nhất, không được, tốt nhất là không nên để tiền về cho ba mẹ ở Việt Nam nhiều, tại vì nó nghĩ là gả cho nó là người của nó nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà người Việt Nam mình đa số ai cũng có tấm lòng, có hiếu á. Hiếu. Bởi vì hai bên không có hợp nhau chỗ đó là đa số đó. Em thấy nếu mà giúp gia đình thì giúp phần nào thôi, chứ không phải là từ A đến Z cái gì. Nó bảo là gia đình đâu phải ở Việt Nam nguyên như cả gia đình chờ có mình mày nó nguyện. Nó cũng có lý. Thì nó nói nó như chồng của em là nó nói chuyện rất là có lý nè. Nhưng mà cho nên em nói chuyện với nó nè, thương hai người là à, như vậy thì cái mâu thuẫn nó bắt nguồn càng nói càng mâu thuẫn đó. Thực ra bên nào cũng có lý hết. Bên này là tao họ Mã, mày vợ tao, mày chết sống cũng là người họ Mã, mày phải lo họ Mã. Đúng rồi. Còn bây giờ mình nói tao là người Việt Nam, tao hiếu cho cha mẹ tao, đó là cái truyền thống từ hồi trước đến giờ, làm con phải hiếu thảo mà. Cái Nguyễn Kim Chi là một trong những trường hợp cũng khá đặc biệt của những cô dâu Việt Nam, khởi đầu từ một cái sự hy sinh rất lớn, không có tình yêu lứa đôi để chuyên lo đi học tập và mong một cái tương lai lo cho gia đình. Rồi trong cái hoàn cảnh đời sống kinh tế gia đình và do cái sự mối mai thì em đã thành hôn với một người Đài Loan. Đi học tới lớp 10 mà cha đi rồi. Vậy một mình ơi. Đúng là bán cái tạp hóa thiệt là nhỏ, cũng không phải là tạp hóa nữa. Mình mới mong làm bán. Rồi bán thêm như thuốc lá này nọ nữa. Mà không đủ cho hai chị em đi học. Mẹ sợ bỏ học giữa trường luôn nuốt hoài à. Gắn đi con. Mẹ lỡ một đời. Nên là em quyết định học, quyết định học. Trai gái nhất định không có. Hỏi anh chứ, mình là người chứ đâu phải mà thần thánh đâu mà không biết tình cảm là gì. Chẳng bỏ chỉ lo chuyện học thôi, sợ mẹ buồn lắm. Rồi thì đúng là năm 2000 đó, quá buồn, quá buồn. Tôi em đang còn học đại học ở An Giang mà cũng đi. Ngày đi thì mẹ dẫn đi, mà đi lên Sài Gòn rồi thì mẹ cứ vuốt đầu mà tao hỏi em vừa bước qua khỏi cái cổng để mà vào trong thì mẹ nắm đầu lại đau lắm, đau lắm. Nhưng mà em nhất định không quay đầu lại đi. Sáng rồi thì thấy người ta rước mình quá trân trọng. Hồi nào tới giờ em chưa bao giờ nhận được một nén bông, nén hoa của ai, dù là hoa dại cũng chưa. Ông xã em làm tất cả thì mới chân ướt chân ráo ở bên này thì có biết gì đâu, tại đất nước quá xa là không biết làm sao phù hợp nữa. Cố gắng từ từ mà thấy người ta thương mình quá. Chị em của họ đều lớn tuổi mà họ vẫn thương mình. Thương lắm không? Vẫn mua quần áo này nọ, tao bảo ban đủ thứ hết.
ông chồng đi làm thì họ ở nhà sợ bụng mình hơi buồn, gọi điện để nói chuyện mà họ có biết nói gì với em đâu, mà em có biết nói gì với họ đâu. Thì cứ hỏi ăn cơm chưa, ăn cơm rồi, đừng có buồn, mình ơi mở phim coi đi. Dạ. Thứ bảy tới á, kêu thằng Dũng á, nó chở xuống nhà chị chơi nha, đừng có nhọc mình ơi. Dạ. Có buồn gọi điện cho mẹ đi nha. Dạ. Cũng như thôi. Mà ngày nào cũng những từ đó thôi, mình thuộc lòng luôn đó. Rồi ông xã sáng đi làm chiều về thì cũng không có ra đường gì hết nữa, ở nhà cho em lần cái cuốn tiếng học phổ thông á, nó viết tiếng Latin có, tiếng Việt có cho mình dễ học. Thì một ngày ở nhà làm hết công việc nhà rồi về nấu cơm hai chồng ăn xong rồi là ở không đó, là chỉ có lật sách ra coi một ngày hai trang. Ông xã quy định một ngày hai trang thì học nổi, không nổi thì ít hơn một chút cũng được, về thì trả bài cho ông xã. Cái gì không hiểu thì ông xã dùng tiếng Anh giải thích thêm. Từ từ cuốn sách đó xong mình tới cuốn sách khác. Ban đêm đi học thì ông xã đưa đó, chịu khó. Thì đúng là từ lúc đầu cho tới mà 2 năm trời, chỉ có cái ơn và cái nghĩa chứ không có cái tình. Và em luôn cố gắng để mà chọn bổn phận, chọn bổn phận của mình. Thế hồi mà năm thứ 3 thì em mới có bầu đứa con của em. Thì đúng là có cái tình đó. Giống như là nói mấy người mẹ bên Việt Nam hay dạy con á, làm gì làm đừng để dằn mông giá chán trong nhà. Cái đó là do phụ nữ mới làm được, đàn ông không làm được. Chứ có hạnh phúc gia đình, hạnh phúc gia đình không phải riêng đàn ông mà tạo, đúng là nhiều nhất là do phụ nữ tạo ra. Em Vui từ 14 tuổi đã rời Sóc Trăng lên Sài Gòn và làm giấy tờ giả để được 18 tuổi đi làm ở một công ty. Sau đó thì em được gả qua Đài Loan và bây giờ đã được 21 tuổi. Đây là một trong những trường hợp của cô dâu từ Việt Nam được gả đi xứ Đài mà không biết chồng của mình như thế nào. Đến khi đến nơi rồi thì mới biết là chồng là một người bị bệnh, bị tật nguyền và sau đó phải tự ra ngoài mưu sinh để kiếm sống và lo cho bản thân cũng như lo cho gia đình. Ở trong nhà em hàng ngày là phải cho chồng em ăn cơm, phải dắt chồng em đi tắm rửa như một đứa trẻ. Người ta có cho một số tiền như cái bao lì xì nhỏ, chỉ có mấy triệu bạc, mấy triệu đó không đủ tiền em làm giấy tờ. Lúc đó nhà em vẫn còn nghèo, mẹ em lại đi dây tiền cho em làm giấy tờ. Trong vòng cưới em, trong nhiều thời gian một tháng em mới được đi sang Đài Loan. Nhưng trong tháng đó không điện thoại mà cũng không gì với em. Mà bao nhiêu cô đào khác cưới xong là phải hay là chú rể với cô dâu ngủ chung. Nhưng mà còn cưới em gọi là không được gặp mặt một lần, không được lần thứ hai. Tới ngày em sang Đài Loan luôn mới gặp mặt. Nhờ như vậy nên em không biết chồng em khổ. Nhưng mà làm mỗi lần làm nhưng đối xử em quá ác, mỗi lần làm không cho em ăn cơm, em làm em xỉu. Mẹ chồng mới chửi em, bảo đem em về mà còn bệnh tốn tiền. Bạn cứ nói em là người ở, anh nói là bỏ đồng tiền ra bước em về để chăm sóc cho con, bả đem em về để cho em làm con bả, để làm trong làm người giúp việc trong gia đình thôi. Em nghe em buồn đó, nhưng em cũng chịu đựng nổi. Em gì thương nó, em chịu đựng, nhưng mà em cuối cùng chịu đựng không nổi. Tại vì ông già chồng em nó ổng cũng dâm nữa, nên em chịu không nổi nên em bỏ ra ngoài trốn đi. Bây giờ thời gian em là đi về, em mới như vậy đây, em sắp về nước rồi, còn năm ngoài nữa em về nước. Thời gian còn lại là em gắng ở đây em làm để mà em kiếm đồng tiền để về giúp gia đình nữa. Em có mặc cảm không? Đối với em cho cái nghề này là tốt hay xấu hay như thế nào? Em làm kiếm đồng tiền cho gia đình em bán nụ cười, em đâu có bán thân em đâu mà em mặc cảm. Gia đình bên nhà biết? Gia đình của em thì không biết. Em có gọi điện thoại về liên lạc không? Em mỗi tuần đều liên lạc ở nhà, nhưng em chỉ nói nhà là em vẫn còn bán hàng như chị, chứ em không có giờ làm gì này. Em không thể để cho gia đình em biết. Nếu gia đình em biết thì cũng hơi buồn. Nếu bây giờ em lên video, nè gia đình tình cờ coi thấy được thì biết rồi.
biết thì cũng không có sao. Cái mơ ước của em là gì? Mơ ước của em là kiếm được nhiều đồng tiền, một số đồng tiền nhỏ nhỏ về cất cho gia đình em một cái nhà, em ở Việt Nam chung sống với gia đình em. Ở Đài Loan mà không phải đất nước của em. Có đi rồi mới thấy, có đến rồi mới biết những sự việc nó xảy ra như thế nào trên xứ Đạt. Sau khi đi hết một vòng đảo quốc Đài Loan, trở về Đài Bắc trong một buổi chiều, Việt Thảo hiện đang đứng trước building 101 là biểu tượng của Đài Loan và cũng là building cao nhất thế giới hiện nay. Trong tương lai, building 101 có giữ được ngôi vị cao nhất của mình hay không, điều đó chưa biết. Và trong tương lai, đảo quốc Đài Loan sẽ trở thành một cái tỉnh của Trung Quốc hay trở thành một đảo quốc độc lập, điều đó cũng chưa biết. Chỉ biết rằng xã hội Đài Loan đang phát triển thật mạnh, với sự hội nhập của nhiều sắc dân trên thế giới, trong đó có Việt Nam qua các thành phần lao động, ô xin và cô dọc. Sự việc này cũng đang được giải quyết. Nhưng có một điều trở thành vấn nạn hiện nay của Đài Loan, đó là hơn 200.000 trẻ em được sinh ra trên xứ Đài mang dòng máu Việt, tương lai sẽ ra sao?